ở Việt Nam không có cái gọi là điều trị tâm lý. Điều đó là sự thật. Phải nói chính xác hơn thì nó đã từng là sự thật. Còn ở thời điểm hiện tại, ngay thời điểm hiện tại, sự thật là ở Việt Nam thực sự có điều trị tâm lý. Không cần đa lễ. Ok, vậy là xin phép không nói nhanh như mọi khi tại vì Ly vẫn đang không khỏe. Từ trước đến nay khi mà nhắc đến vấn đề sức khỏe tinh thần ý, thì dân mình vẫn bị mang một cái định kiến là ở Việt Nam không có những cái cơ sở, những cái trung tâm hay chỉ đơn giản là những chuyên viên điều trị tâm lý. Hầu hết những người từng theo người nhà đến các bệnh viện để vào khoa tâm thần ý, mà khi đó là họ đang có vấn đề về tâm lý thì họ đều mang một cái ấn tượng xấu là ở Việt Nam khi mà họ những người có vấn đề về tâm lý thì đều bị quy thành việc họ bị điên hết, nói thế cho nhanh. Nhưng sự thực không phải là cứ phải đến khoa tâm thần là có thể kết luận người ta cho rằng bạn bị điên đâu. Sự thật nhá là chuyên gia tâm lý với cả bác sĩ tâm thần đều cùng nghiên cứu về một thứ, đấy là não bộ của con người hay là những cái suy nghĩ và cảm xúc của con người. Và một sự thật nữa là cái mức nghiên cứu với cả cái mức chuyên môn của bác sĩ tâm thần thực ra là cao và sâu hơn so với chuyên gia tâm lý, và họ mới là những người có thể kê đơn thuốc cho bạn trong tình trạng cần thiết. Hay nói đơn giản hơn là khi sức khỏe tinh thần của chúng ta bị tổn thương ở mức nhẹ hơn so với cái việc là phải đi điều trị tâm thần ấy, thì chúng ta có thể tìm đến các chuyên gia tâm lý, thì ở đó họ sẽ có những cái phương pháp như là kiểu tư vấn, khuyến khích, tâm sự, trò chuyện để giúp chúng ta có những cái bài tập điều chỉnh suy nghĩ, từ đó cân bằng cảm xúc và từ đó có thể cân bằng những cái hành vi trong sinh hoạt hàng ngày. Còn khi sức khỏe tinh thần của các bạn đã quá yếu, yếu đến cái mức nó rơi vào trạng thái như kiểu thờ ơ này, mất hết tất cả hứng với tất cả mọi thứ, kể cả với những cái thứ mà mình đã thích, đang thích hẳn hoi ấy, và có những cái suy nghĩ thậm chí là có hẳn action, làm những cái hành vi tiêu cực, nghĩ đến phương án tiêu cực ấy, thì Ly mong rằng có thể bắt đầu từ bây giờ khi các bạn hay là bất cứ khi nào các bạn biết rồi ý, thì các bạn nên nghĩ rằng cái việc là mình phải đi điều trị tâm thần nó không phải là điều gì đáng xấu hổ nữa. Sự thật là thứ ba tuần trước nữa thì phải thì Ly đã đi khám và đó là một phòng khám tâm thần ở một bệnh viện. Trước khi đi Ly đã nghĩ thật ra là mình sẽ được gặp chuyên gia tâm lý, tại vì là trước khi tìm hiểu thật kỹ thì Ly cũng bị có một cái ấn tượng xấu về cái thuật ngữ tâm thần. Kể cả khi đã khám xong rồi, kê thuốc xong rồi, Ly đã cảm thấy rất thất vọng với cái lần khám đấy. Ly đã nghĩ là tại sao không dùng những cái phương pháp như là để Ly biết cách nói ra cảm xúc của mình một cách đúng nhất, để Ly có thể cân bằng, tự cân bằng cảm xúc của mình để từ từ dần dần bình tĩnh và từ từ dần dần khỏe lên, vân vân. Là mà đã vội vã kê đơn thuốc cho Ly. Tất nhiên là sau đấy thì Ly vẫn chấp nhận uống thuốc, đến bây giờ Ly vẫn đang uống thuốc này, tại vì cách đây mười mấy ngày gì đấy Ly bị mất ngủ và Ly phải đành phải mang một cái mindset là thôi đành uống thuốc để ngủ được thật. Nhưng Ly vẫn có một cái bướng, đấy là Ly có ý thức, hoàn toàn có ý thức là muốn dùng những cái phương pháp tác động tâm lý để tự cân bằng cảm xúc để khỏe lên hơn. Ly không muốn bản thân mình phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc để mới có thể bình tĩnh được. Thế nên Ly đã làm một cái việc mà thật sự là Ly không khuyến khích các bạn làm theo, nhưng mà các bạn nghe xong các bạn cảm thấy tham khảo và nghĩ rằng làm theo nó là hợp lý thì đấy là lựa chọn của các bạn nhé. Ly không xui dại, Ly cũng không khuyến khích làm theo hay không là lựa chọn của các bạn. Đấy là Ly tự ý cắt thuốc của mình. Ba loại thuốc Ly phải uống nhé, thì trong đấy có hai loại là để trực tiếp điều trị trầm cảm, còn một cái còn lại thì nó là omega 3, thì nó như là thực phẩm chức năng ấy. Thì ngoài cái việc là nó cũng hỗ trợ điều trị trầm cảm thì nó còn giúp cho cái thể chất của Ly nó không bị suy sụp quá, tại vì thật ra là thời gian gần đây Ly ăn khá là yếu. Nhắc lại một lần nữa nhé, cái việc cắt thuốc này Ly coi nó là lựa chọn của Ly thôi. Các bạn nghe xong thì Ly thật ra là cũng không khuyến khích, cũng không ngăn cản các bạn làm theo nếu các bạn thấy hợp lý. Tất cả những cái gì Ly vừa nói thật ra Ly mong các bạn hãy nghe với tâm thế là tham khảo trước đã, tham khảo thôi. Nói thế không có nghĩa là Ly bài xích chuyện dùng thuốc nhé. Tại vì như bản thân mình đây, Ly vẫn đang chấp nhận mình uống thuốc. Chúng ta là bệnh nhân, chúng ta yếu đến cái mức phải dùng thuốc. Chúng ta là nạn nhân của bệnh tật ấy, thì dùng thuốc có gì sai đâu. Chúng ta dùng thuốc hay là dùng bất cứ cách nào cũng chỉ đi đến một mục đích duy nhất, đấy là được khỏe lên thôi mà. Thế nhưng nếu bạn cảm thấy là mình chưa việc gì phải dùng đến thuốc, cảm thấy bản thân mình không muốn phụ thuộc vào thuốc ý, thì Ly cũng khuyến khích là mọi người nên dùng những cái phương pháp tác động tâm lý, điều trị tâm lý để tự cân bằng cảm xúc của mình. Tức là kiểu như mình tự mình lấy mình làm thuốc ý. Cố gắng kiên nhẫn duy trì cái phương pháp, những cái phương pháp đấy trước đã. Và đến khi nào mà thật sự lúc đấy kiểu không may lắm ý, mà bạn cảm thấy
bản thân nguy kịch, tức là Lee có nói là rơi vào trạng thái thờ ơ, mất hứng với tất cả mọi thứ, có ý nghĩ, thậm chí là có hành động, nghĩ đến chuyện tiêu cực ấy, thì một là hãy kêu cứu, hai là đừng nên và không cần cảm thấy xấu hổ khi mà phải đi điều trị tâm lý và phải dùng thuốc. Ngẫm lại thì ít nhất là ở thời điểm hiện tại nhé, Ly thấy rằng cái việc là Ly bị dẫn đến cái phòng khám tâm thần đấy là điều không hề đáng tiếc tí nào hết. Hiện tại Ly cảm thấy khá là biết ơn vì điều đấy đã xảy ra. Ở Việt Nam không có cái gọi là điều trị tâm lý, điều đó là sự thật. Phải nói chính xác hơn thì nó đã từng là sự thật. Còn ở thời điểm hiện tại, ngay thời điểm hiện tại, sự thật là ở Việt Nam thực sự có điều trị tâm lý. Sẵn đây thì Ly giới thiệu một số cái contact về điều trị tâm lý ở Việt Nam mà Ly biết. Đây không phải là quảng cáo đâu, tôi không được một cái đồng nào trong cái video này cả. Nhưng mà ai book quảng cáo tôi vẫn nhận nhé. Thứ nhất là cô Khanh, thì cô therapist này Ly gặp 2 năm trước rồi và Ly cũng giới thiệu cho kha khá người hỏi riêng Ly rồi. Tới bây giờ thì Ly cũng chỉ có một cái contact duy nhất của cô, đấy là số điện thoại của cô thôi. Thế cho nên bạn nào là muốn đặt lịch để được nghe tư vấn thì cứ nã thẳng Zalo cô mà hỏi nhé. Hỏi luôn giá một session nữa. Đây không phải là quảng cáo tôi bảo rồi nên tôi không hô giá hộ ạ. Thứ hai là một trang web tên là tư vấn tâm lý.com.vn. Thì cái bên này Ly chưa thử nhưng mà bạn Ly là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đã đặt lịch gần cả năm nay rồi, đặt lịch định kỳ, đặt online, session online cả gần cả năm nay rồi và kêu là cực kỳ ổn. Đấy, Ly chỉ biết thế thôi, các bạn nên tự thử để biết là nó có hiệu quả với mình không. Tại vì sự thật nhá, chuyên gia tâm lý thì cũng có nhiều người và không phải ai cũng giống nhau. Sự thật là nếu các bạn có điều kiện ý, các bạn cũng phải đi gặp hết người này đến người kia thì mới tìm ra được chuyên gia tâm lý có thể phù hợp với mình mà điều trị. Và phải tìm được người phù hợp thì cái việc điều trị nó mới hiệu quả được ấy. Và nếu bạn có biết thêm bất cứ thông tin về những cái cơ sở, trung tâm hay là chuyên gia, chuyên viên tâm lý nào mà bạn biết thì share contact ở dưới video này bằng cách comment nhé. Thì mọi người cùng biết nhé, cùng khỏe lên nhé. Bạn chiều.